Theo hãng tin Reuters, video vừa được cảnh sát công bố ngày 19 tháng 10 cho thấy trong vụ công dân Trung Quốc lao xe vào lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố San Francisco, Mỹ, hôm 9 tháng 10. Người này dường như đã dùng dao để tấn công cảnh sát trước khi bị viên cảnh sát này bắn chết. Ngoài việc thu giữ vũ khí mà nghi phạm sử dụng, một con dao gấp có lưỡi dài 8,9cm, cảnh sát còn tìm thấy một chiếc nỏ đã lắp sẵn mũi tên ở ghế sau xe của người này. Đoạn video trên do camera đeo trên người của cảnh sát quay lại. Quá trình đánh giá nội bộ của Sở Cảnh sát San Francisco về hành vi của cảnh sát trong vụ việc vẫn đang tiếp tục, cùng với một cuộc điều tra riêng về toàn bộ vụ việc. Cảnh sát trưởng William Scott của Sở Cảnh sát San Francisco thông tin nghi phạm đã chết là Yang Zhanyuan, 31 tuổi, người Trung Quốc. Cảnh sát không đề cập đến thông tin nhập cư của Yang hay liệu nghi phạm có bất kỳ mối liên hệ nào với lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco hay không. Một người phát ngôn của Sở Cảnh sát này cho biết bà không được phép trả lời những câu hỏi đó. Cảnh sát thuật lại Yang đã lao chiếc ô tô Honda của mình vào sảnh văn phòng thị thực của lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco lúc khoảng 15 giờ chiều 9 tháng 10, giờ địa phương. Trong đoạn ghi âm các cuộc gọi khẩn cấp tới 911, các nhân chứng mô tả tài xế này được trang bị súng và đang chảy máu ở đầu khi bước ra khỏi xe. Tuy nhiên, cảnh sát nói rằng vũ khí duy nhất mà họ tìm thấy tại hiện trường là con dao và chiếc nỏ, với hình dạng có phần giống súng trường. Cảnh sát cho biết hai nhân viên bảo vệ bên trong lãnh sự quán Trung Quốc ban đầu đã khống chế Yang. Cảnh sát đến hiện trường vài phút sau đó. Ông Scott nói rằng hiện tại cảnh sát không có thêm bất kỳ thông tin nào để cung cấp cho công chúng về động cơ của nghi phạm trong vụ tấn công.